Rồi, hello, xin kính chào toàn thể anh em cần thủ nhé. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 2024, số em Thái cần câu nội địa Nhật sẽ lên cho anh em một lô cần tổng hợp nhé, chủ yếu là cần lua và cần ISO. Thì lô lần này thì có một ít cần phíp giá rẻ cho anh em chơi trải nghiệm hoặc là về nghịch nhé, những cần rẻ mấy chục ngàn một cây này, em bán theo cặp đó. Thì hoặc là anh em về lấy mấy cần ISO, anh em về cắt khoe nên làm cần tay cũng đánh cũng ok đó. Đấy. Đánh rô chép giếc ao nhà ok, hoặc ao sông cũng được. Đấy. Và một số cần carbon, những cái dòng cao cấp hơn nhá. Và em nói trước là những cái dòng mà dưới 200 ngàn á, những cái cần phíp dưới 200 ngàn thì các bác chuyển khoản trước cho em nhé, để em ship nhé. Và tiền cước thì em sẽ chịu cho các bác. Đấy. Nếu mà tính ra tiền cước nữa thì em bán cái cần chỉ có mấy chục ngàn, trăm chục ngàn nữa. Cho nên là các bác chuyển khoản trước cho em nhé. Đây, cặp cần tay nhé. Cái này thì không có ship được rồi. Cái này các bác hỗ trợ em 20 ngàn tiền ship nhé. Giá có 100... mã số 1 nhé, giá 150.000 nhé, cần phíp, cần tay phíp nhé, một cặp. Cái này là 4,5 m, cái này là 6,3 m nhé. Đấy. Cái dòng này thì nó tầm khoảng 2-3 hát thôi nhé, nó mềm, nó đánh cảm giác. Đấy. Rất là dẻo. Đây là các bác lưu ý nhé. Đọt này chắc 1 ly thôi, đọt này đọt sợi tinh đặc. Đó. Đầu lóng nó có bó sơ mi hết này. Cần thì còn mới đẹp nhưng mà nó hơi mềm, đánh cảm giác nhé. Vì các bác đánh rô chép ao nhà ok, còn đánh sông tự nhiên thì nó hơi mềm nhé. Đấy, cây đầu tiên nhé, cái này các bác chuyển em thêm 20.000 tiền ship nữa nhé, còn lại em sẽ trả cho các bác nhé, 150.000 cộng với 20.000 tiền ship nhé. Cái này em không ship cốt nhé, cái này em chỉ nhận chuyển khoản nhé. Những cái dòng cần mà dưới 200 ngàn là em không có ship code đâu. Bác nào chuyển khoản thì em mới bao ship nhé. À, em mới chuyển đi nhé. Chứ bây giờ cái cần có mấy chục ngàn. Cái cần có mấy chục ngàn mà bị bom hàng nữa thì lỗ luôn tiền hàng. Cho nên là các bác thông cảm, những cái dòng cần rẻ tiền này em không muốn bán đâu. Nó về kèm với lại cái lô cần của em á thì em mới bán thêm vậy thôi. Chứ em thực ra em không muốn bán những cái dòng này đâu. Đó. Đấy, cái cặp này một cặp, một cây này thì 4,5 m, cái này là 6,3 m nhé. Cây 4,5 m, cây 6,3 m, giá là 150.000, mã số 1 nhé. Tiếp tới là cặp ISO này nhé. Cặp ISO này thì về các bác tháo quen làm gần tay thì ok này. Dòng này cứng nhé, thân to cứng, hơi nặng. Loại này 560 g. Cặp ISO biển nhé, cái này cặp ISO biển. Có cái này thì nó rớt mất quen rồi, nó rớt quen đầu. Nhưng mà nó chỉ gãy cái đầu bu thôi nhá, không bị hụt, nó không bị hụt hụt cần đâu. Gãy cái đầu bu nó rớt mất quen đi đâu á. Cần thì mới đẹp, cứng. Để em giới thiệu từng cây nhé. Cái này là mã số 2 nha. Mã số 2 này giá là 180.000 nhé. Những cái dòng này bán không đủ tiền ship, tiền cước bên Nhật về. Cần là cái Shimano nhé. 5,2 m này. 6 lóng. Nặng 109 cm. À, thu gọn 109 cm nha. Nặng là 560 g nhé. Này 82 g, mà 82 gì em không rõ nữa. Đấy. Hay là cứng 8 tới 12. Này là ISO quen biển nhé. Đó. Cái này thì mới nhé, cái này bụi bẩn về anh em lau chùi đi nhé. Bụi bẩn. Cái này thì mới, hình như là chưa sử dụng. Đọt to. Đó. Cái này sử dụng rồi, nó có chảy. Nói chung là nó còn mới,
Vì các bác muốn làm vân tay các bác cứ cắt cắt chân khoen đi là được thôi. Đấy. Cái này cái Shimano nhá. Đấy, cắt ra làm cần tay đánh đánh bạo lực cũng được đó. Đấy, nó cũng có chảy này. Phải vặn công à, cần phíp này hồng, phíp này đánh rất là dẻo dai nhé, nó không có giòn đâu, loại này nó đánh rất là dẻo, tỷ lệ sợi thủy tinh nó cao, dai cực kỳ. Cái này cũng 5m4 nhé, của cần của Olympic. Hai cái này giá 180.000 nhé. Cái này thì nó mất mất mấy cái khoen đầu về anh em hạ đi làm cần tay nhé. Vôi cũng còn đẹp á. Cặp số 3 nhé. Cặp số 3 này là cặp mà cần phíp nhé, 4m rưỡi, cần phíp 4m rưỡi. Cặp này thì giá là 150.000 nhé. Cái này hơi xấu, còn cái này đẹp mà. Đấy, cặp số 3 này giá 150.000 nhé. ISO. Cái này anh em về tháo hạ làm cần tay nó cũng được tầm 4-5H đó. Đọt cũng khá là to nhé, cũng được 4H đó. Con này phải mới đây. Cái này lóng thứ hai nó có hơi xước. Dòng rẻ tiền 70-80 ngàn cây này. Là cần phíp của hàng của Nhật nhá. Cái này cũng 4m rưỡi. Cái này lóng trong thì đẹp, còn cái gốc thì nó hơi chảy đó. Gốc lóng thứ hai, cái gốc với lóng thứ hai kiểu nó đánh nó gác ở trên kẻ đá, nó mấy cái hòn đá nó chảy. Khoen là khoen Fuji nhá, khoen bát Fuji. Đấy, cặp 4m rưỡi này giá 150.000 nhá. Những cái hàng mà giá 150-200 đổ lại thì các bác chuyển khoản trước cho em nhé. À, cặp này mã số 4 nhá, mã số 4 này giá 200 nhá. Đó. Cái này là cần cần tay mà nó độ ISO này. Cần tay 5m rưỡi nhá, cần tay 5m rưỡi mà nó độ ISO này. Còn cái này là cần ISO 18 feet à, 18 feet là bằng mấy ta, 5m4. Ok, 5m4, 5m rưỡi nhá. Này thì khoen bát Fuji nhé. Đó. Này là nó cần tay nó độ ISO ấy. Các bác nào không muốn chơi ISO mà muốn chơi cần tay đầu cần đó. ISO nghĩa là cần tay trợ máy ấy. Còn bác mà không muốn chơi cần không muốn bỏ máy vô để trợ máy thì các bác tháo khoen ra thôi. Đó. Tháo khoen hoặc là cắt khoen. Cái này hơi bụi bẩn nhá, nhưng mà còn mới đẹp ạ. Cái này thì còn mới này. Này đọt to. Cái này thì mới tinh. Cặp này nhé, cặp
Cái xô này giá 200.000 nhé. 5m4, 5m5. Tới cặp ISO 2m7 và 1m8 này nhé. Cặp ISO này đánh anh em đánh hành cháp hoặc là đánh bè cần tay, tháo ra làm cần tay cũng ok nhé. Gầy rô gầy giếc cũng ok nhé. 1m8, 2m7. Cần này thì nó thẳng nhẹ. Quen bát Fuji nhé. Quen bát Fuji. Cặp này giá 150.000 nhé. Đấy, mã số 5 nhé. Cái này thì của Nissin luôn này. Nissin hàng nội địa Nhật, 1m8. Đọt sợi thủy tinh đặc. Đó. Đó. Mấy dòng này nó thân nó thẳng và nó đanh, nó ngắn nó thân nó thẳng đanh. Đấy, cái này thì quen nó đọt, nó là đọt sợi thủy tinh đặc. Đó. Này nó mở mất chữ. Tiếp tới là một cây cán vợt nhá. Cán vợt là của Alpha King nhá. Alpha King là của Hàn Quốc, Hàn Quốc tem vàng Hàn Quốc xuất Nhật. À, số 6 này giá 200.000 nhá. Còn mới á. Cái này cái keo dính vô rồi nha anh nhé. Cái keo dính về anh em lấy cồn lau. Đấy, bụi bẩn nữa. Cái này còn mới. Cái này có bụi bẩn thôi. Rưỡi nhé, vượt cán vợt. Thế tới là từ mã số 7 trở đi là hàng carbon hết nhé, dòng cao cấp hơn hàng Fip nhé. Mã số 7 này cứng 25, dài 4m5 nhé, của Korea xuất Nhật, Made in Korea. Mã số 7 này giá là 650.000 nhé, hàng súp carbon 4m5, khoen bát Fuji. Nó ghi cứng 25 nhưng mà cái đọt này em thấy nó nhỏ lắm. Đọt nó nhỏ. Cái được cái thân nó thẳng, thân nó thẳng và đanh. Cái thân nó cứng. Anh về các bác mà muốn đánh đầu cần cứng cứng một chút thì anh có các bác hạ đi khoảng 20-30 phân nhé. Đánh 4m2 thì nó ngon hơn. 4m2 thì nó sẽ cứng hơn. Cái đọt thôi nhá. Còn cái thân thì nó cứng, thân nó đanh nhá. Anh em yên tâm cái thân. Nó chỉ mềm cái đọt thôi. Đó. Bòn xoắn. Cần còn mới đẹp. Quen là quen Fuji sư xám. Để ba chân gập. Đó. Cần còn mới đẹp. Bốn mét rưỡi. 650.000 của Hàn Quốc xuất Nhật. Carbon súp. Mã số 7 nhé. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là một con cần còn mới hơn nữa. Gần như là chưa sử dụng. Hàng lướt nhé. Sao nó lại chảy cái đít này tí này. Chứ hàng rất là mới nhé. Mới keng luôn đó. Nhìn các bác nhìn cái nhám này các bác biết. Mã số 8 này giá là 800.000 nhé. Con này 4m5 luôn nhé. Con này 4m5. Nó cứng tầm khoảng 27 á. Cứng tầm 27 á. Thân nó cũng đanh nhé. Thân nó cũng cứng, nó không có nhũng nhiễu đâu. Của Hibiki nhé. 4m5. Cái dòng này thì em bán rất là nhiều rồi. Nó toàn 3m9 với lại 4m2, 4m5 rất là hiếm.
Cái này tầm khoảng 27 nhá. Thân cứng, thân nó đanh nhá, nó không có dẻo dẻo đâu. Đó. Phôi thì mới đẹp. Đó, carbon xoắn. Mà thời mới không? Mới tinh. Con này giá 800 ngàn nhé. Mã số 8 nhé. Mã số 8 giá 800 nhé. À, rất là mới. À, mã này này. Mới tinh. Tiếp tới con ISO mã số 9 nhé. Mã số 9 này mới chưa sử dụng, hàng trưng bày nhé. Số 9 này giá là 700 ngàn nhé. Đấy, của Ryobi, Hàn Quốc xuất Nhật, Made in Korea này. Mới tinh nhá. Bát Fuji. Quen nó, quen Fuji luôn nhé. Đọt số 1 dài 5m4. Nắp chụp túi đầy đủ nhé. Về các bác làm cần tay trợ máy nhé, hoặc là tháo quen làm cần tay. Đó. Cần carbon xoắn. Cần mới tinh nhé. Con này chưa sử dụng đâu. Đó. Quen bát Fuji. Nắp chụp túi đầy đủ. Mã số 9 nhá, giá 700 ngàn. Rồi, tới mã số 10. Mã số 10 này giá 550 nhá. Con này thì carbon xoắn. Đọt số 1 dài 4m5. Đọt số 1 dài 4m5. Gốc này có vài vết chày. Còn lóng trong này còn đẹp nhá. Khoen bát Fuji hết. Carbon xoắn cần còn mới đẹp. Nó hơi gốc, nó hơi chảy tí. Cái này đọt số 1 dài 4m5 nhé. Còn này giá 550 ngàn nhé. Mã số 12 à 11 nhé. Con này mã số 10, con này mã số 11. Mã số 11 này giá 700 ngàn nhé. À, con này cũng còn mới, đó số 2 dài 4m5. Đó, con này cái gốc của nó làm carbon hai da rất là đẹp. Còn phô trong thì nó làm carbon xoắn nhé. À, của Gold Feeling. Chỗ này thì nó có cái vết bẩn nữa. Quen bát Fuji. Cần carbon xoắn rất là đẹp nhé. Cần còn mới đẹp.
Để các bác làm cần tay trợ máy nhé. Những dòng ISO này là dòng cần tay trợ máy nha các bác, chứ không phải cần lục hay là cần lăng xê gì đâu. Mã số 11 giá 700 nhé. Mã số 12 này giá là 600 ngàn nhé. Con này ISO khoen lớn, các bác có thể lấy lua được, hoặc là tháo khoen, hoặc là làm cần tay trợ máy cũng được nhé. Con này thì cứng. Này mới tinh, dài 3m3 nhé. Dài 3m3. Carbon xoắn. Khoen bát Fuji. Còn là mã số 12 nhé. Mã số 12 này giá 600 ngàn. Đấy, túi túi nút đầy đủ. Đấy, nắp nắp chụt đầy đủ. Đấy. Đọt này khá là cứng nhé. Đọt này có thể bằng bằng gần M so với cần lua nhé. Đấy, bằng gần M so với cần lua. Hoặc là độ cứng này phải 7, 6, 7 H của cần tay nhé. Các bác có thể lấy đánh cần tay cũng được, làm cần tay trợ máy, hoặc là tháo khoen luôn làm cần tay đầu cần cũng được nhé. Đấy, carbon xoắn này. Cần mới đẹp. Rồi. Tiếp tới một con siêu phẩm hàng cao cấp của thằng Daiwa, Quaker nhé. Đó, carbon hai da này. Mã số 13 nhé, 13 này giá 1.500.000 nhé. Bát Fuji tem vàng này. Đọt số 4 dài 5m4 nhé. Đọt số 4 dài 5m4. Cần cứng này thì rất là hiếm nha anh em. Hàng nội địa Nhật. Đó. Khoen này khoen Fuji Six. Dàn khoen này đủ tiền nữa. Carbon, carbon 2 da nhé. Đây, khoen này. Dàn khoen này quá đá luôn. Đó. Carbon 2 da nhé. Sao mà nó có tối tối này. Đó. Cần còn mới đẹp nhé. Quay buổi chiều cho nên là nó hơi tối. Đó. Nói chung là cần còn mới đẹp, giá quá hợp lý nhá. Cái dòng này bình thường em thấy trên thị trường nó bán cần như này nó tầm khoảng 1.8-2 triệu. Mã số 13 nhá, giá là 1.500.000. Giá cho anh em vừa chơi vừa sưu tầm, có thể bán lại được. Rồi tiếp tới một con Yamagatsu cần lua nhé. Cần này cần một khúc anh em, cần một khúc của Gama nhé. Yamagatsu cần này thì nó là 2m một khúc, cần máy ngang 2m một khúc, túi đầy đủ nhé, có túi jean của nó luôn nhé. Cần Yamagatsu. Đây, độ cứng của nó tầm trên M một chút nhé, tiệm cận với MH đó. Cái này tầm trên M một chút thôi. Anh em, anh các bác đánh nhái hơi, nhái thật đều được nhé. Đây, 6 feet 6, 1m98, 2m 3/16 tới 3/4 OZ nhé. Line từ 10 tới 16 pound nhé. Hàng Yamagatsu này là một dòng nổi tiếng. Khoen là khoen Fuji Six.
Gần này gần như là mới tinh. Hàng lướt, siêu lướt luôn đó. Chưa vết chảy. Đọt to, cứng. Mã số 14 này giá là 800 ngàn nhé. Mã số 14 cần máy ngang một khúc. Cái dòng này đánh rất là bạo lực nha anh em. Anh em cào cá 5-7 cân thoải mái luôn. Gà ma cao su. Mã số 14 giá 800 ngàn. Mã số 15 làm con đai hoa một khúc, máy ngang cán súng nhé. Con này giá 600 ngàn. Đấy. Nó có hộp đấy nhá. Nó dài 1m68, cần này là cần carbon hai da nhá, quen full xích luôn. 1m68. Nặng là 105 g. Đọt là 1.8 L nhá. Gốc là 7.9 ly. Lua từ 2 tới 18 g nhá. Độ cứng này tầm ML. ML nhưng mà một khúc nó đanh lắm. Nó phải tiệm, nó phải bằng M. Thân nó rất là đanh nhé. Đanh cứng. Các bác một là để về cán súng về chơi. Hai là về các bác độ cán dài ra để cầm hai tay nhé. Cái này cầm hai tay thì hơi ngắn. Cái này cầm hai tay thì nó hơi ngắn. Cái này cầm một tay để rảy suối. Đó, thì con này cũng là máy ngang nhá, nhưng mà nó là cán súng nhá, nó cán ngắn nhá. Đó, đầy qua pantom carbon hai da này. Khoen là khoen full xích nhá. Đó, khoen full xích. Con này mã số 15 nhé. Mã số 15 này giá 600 ngàn. Tới mã số 16. 16 một con cắm gốc máy ngang nhé. Đó. Của Smith. Smith này túi. Túi đầy đủ nhé. Có túi luôn đó. Túi jean của nó luôn đấy anh em nhé. Túi đó. Mã số 16 này giá 800 ngàn nhé. Con này hàng trưng bày nha anh em. Hàng trưng bày. Này. À, 6 feet 1m8 nhé. Con này 1m8. Cứng nó ghi là MH nhé. MH nhưng mà em thấy nó cứng tầm M rồi nha anh em. M trên M một chút thôi. Nó chưa tới MH đâu. Cái này anh em lua nhái hơi, nhái sắt, nhái cá thật đều được nhá. Nhái thật đều được nhé. Đấy, lua của nó 7-28 g. Nhưng mà em thấy anh em lua trên 30 g, gần 40 g cũng được nhé. 30 g, hơn 30 g cũng được. Nói chung là nhái thật vẫn lua được thoải mái nhé. Độ tải mồi, độ tải dây của nó rất là cao nhé. Từ 8 đến 20 lb nhé. Khoen này cũng là khoen full xích. Carbon xoắn. Khoen full xích nhé. Khoen hai chân hết. Cho nên là nó rất là bạo lực. Túi jean luôn nhé. Còn rất là mới. Con này mã số 16 nhé. Tiếp mã số 17 là một con máy ngang của Daiwa nhé. Mã số 17 này giá là 550 ngàn nhé. Bát của Daiwa, khoen là khoen Fuji thôi nhé, khoen Fuji carbon xoắn. 662 ML nhé. Con nó là 2m nhé, 1m98. Nó ghi cứng ML nhưng mà em thấy thực tế nó phải cứng gần M nhé anh em. Nó cứng gần M.
các bác có thể lấy lua lua lóc, lua chẽm cũng được nhé. 3 phần 16 tới 5 phần 8 OZ này, 6 tới 14 LB nhé. Con này thì dòng bè quai. Này lua nhái hơi cá sắt thì thoải mái luôn nhé. Đánh rất là ok nhé. Cái dòng này đánh rất là ngon. Mã số 17 giá 550 nhé. Mã số 18. Mã số 18 là con Suzumi nhé. Giá là 450. Con này máy đứng nhé. Từ mã số 18 trở đi là một cần lua máy đứng nhé anh em. Túi hộp đầy đủ. Thông số của nó này 3 phần 16 5 đến 14 gram nhé. 5 tới 14 gram. Lua từ line từ 8 tới 14 napao nhé, cứng ML. Hàng sản xuất tại Korea nhé, của Suzumi. Đó. Khoen Fuji. Đó, khoen Fuji. Con này thì qua sử dụng rồi nhé, nó vẫn có vết chảy á. Nhưng nó còn hộp, còn túi nhá. Đấy, nó vẫn có vết chảy. Suzumi 450 nhá, về cho các bác câu câu lóc nhái hơi cá sắt. Dài 1m98. Con này dài 1m98 nhá. 6,6. Dài 1m98 nhá. 2m. Giá 450 quá rẻ. Tiếp tới một con mã số 19 nhá. Mã số 19 giá 300.000, con này mới chưa sử dụng nhá. Carbon xoắn. Độ cứng ML của hàng của Pro Remy nhá. Nó ghi là action L nhưng mà em thấy nó phải đanh, nó đanh phải gần ML ạ. Cái này phôi nó đanh á, nhưng mà cái đọt nó cũng mềm L thôi. Phôi nó đanh nhá. Cái dòng mà như là cái tỷ lệ carbon nó cao á, nên là phôi nó đanh. Action của nó là ghi L nhá. Nhưng mà em thấy nó tiệm cận ML. Nó 1 phần 16 tới 1 phần 4 OZ. 6 tới 10 LB nhé. Carbon xoắn. Cần mới. Đọt này, đọt L ạ. Về các bác câu cá sắt nháy hơi hoặc câu suối. Mã số 19 nhá, giá là 300.000. Mã số 20. Tiếp tới con mã số 20 này giá 450.000 nhé. Con này thì được cái nó quen bát Fuji hết nhé, carbon xoắn. Con này 1m8 nhé. Lua từ 7 tới 17 gam nhé. Đấy, nó ghi cứng mờ nhưng mà em thấy nó cứng, cứng tầm ML thôi. Máy in Korea nhé. Khoen bát Fuji, carbon xoắn. Đấy. Mã số 20 nhé, giá 450. Để các bác có thể đánh lua hoặc là câu bè, câu suối cũng được, lua lóc, lua cá sắt nháy hơi cũng được. Tiếp tới một dòng Shimano HyperX nhé, dòng đời mới bây giờ, carbon xoắn hai da từ gốc lấy ngọn luôn. Con này giá mã số 21 giá là 1.500.000 nhé. Số 21 giá 1.500.000. Dòng mod shop của Shimano nhé. Đấy, dòng của Shimano carbon hai da từ gốc tới ngọn luôn. Đấy, lua từ 6 tới 32 gram nhé. Đấy, dích mắc 38 gram. Đấy, nó có thể đánh dích được nhé. Chiều dài của nó là 8,6 nhé. 8,6 nó là 2m4 là 2m4 với lại 2m58 nhé. Con này là 2m6 nha anh em. Con này 2m6. 2m58. Shimano.
carbon 2 da. Đấy, quen Fuji. Carbon 2 bối. Đấy, cái đầu công nghệ mới bây giờ. Độ cứng của này độ cứng M nhá. Cứng M, trên M một chút. Này đánh rất là phù hợp cho anh em đánh lóc chẽm. Có thể lua gành cũng được nhá. Mã số 21 nhá, giá là 1.500.000. Dài là 2m58. 2m6. Rồi, tiếp tới một con cần Mayo Rap. Dòng này thì sản xuất tại China, xuất Nhật nhá. Công ty Mayo Rap thì nhiều bác cũng biết, đó là công ty của Nhật nhá. Giống như của Daiwa Shimano, nó đóng tại các nước khác để nó sản xuất. Nhưng mà công nghệ và cốt lõi thì của Nhật. Đấy, con này còn mới đẹp. Con này thì Rabala nhá, Rabala, dòng Rabala. 7 feet 6 á. Nó ghi là cứng M nhưng mà lua từ 7 tới 0.5 tới 7 gram nhé. Cái này là cứng UL nha anh nhé. 7 feet 6 2M. 7 feet 6. 6 18 7 feet là 21. 21 2m1 là 2m28 nhé. 2m28. Là 2m3. Con này 2m3 nhé. Mã số 22, giá là 800.000. Cứng UL nhé. Con này cứng UL. Nó chỉ mềm nửa ngọn này. Nó chỉ mềm nửa ngọn này này. Còn thân nó cũng đanh nhé. Đây, tổng số 0.5 tới 7 gram nhé. 6 tới 2, 2 tới 6 pound nhé. Đó. Của Mayo Rap. Quen bát Fuji. Các con xoắn còn mới tinh UL nhá, 2m3, mã số 22, giá 800.000 nhé. Rồi, mã số 24. Mã số 24 là một con cần của Shimano nhé, Sapphire BB. Đấy, Sapphire BB nhé. Thì cái dòng này là dòng nhìn này, 8 feet 06 inch. 8 feet 06 inch là mấy nhỉ, 2m 2m rưỡi. Đâu, 8 feet 6 nhá. 8m6 inch. Con này để quen bát Fuji nhá, quen Fuji 6. Quen Fuji 6. Con này mã số 23 nhá, giá là 1.500.000. Carbon xoắn. Của Shimano nhá. Con này sản xuất tại China. Hàng đời cao bây giờ. Nó là thuộc dòng Egging. 0.5 PE 0.5 tới 1.5 gram. Còn Egging của nó là 2.5 tới 4.0. 8 feet 6 nó ở 2m 2m rưỡi 2m 58. 6 2m4 2m4 đúng không nhỉ? 2m4 là 2m 58 đúng rồi, 2m6. Khoen là khoen Fuji 6 nhé. Cái này các bác có thể lấy đánh lua có mực đấy. Dòng Sapphire BB này, khoen Fuji 6 này, giá cũng rất là cao nhé. Đấy, mã số 23, giá 1.500.000 nhé. Mã số 24, một con Daiwa nhé. Daiwa này nó là 8 feet 3 nhá. 8 feet 3 nó là 2 mét rưỡi.
Mã 24 này giá là 800.000. Quen Fuji, bát Daiwan luôn. Dòng Daiwan này nó cũng có chày nhá. Đó này, nó có chày. Dòng này dòng Egin cứng M nhá. Dòng China xuất Nhật. Size 2.5 tới 3.5. Cứng M nhá. Cứng M thì nó lua tầm khoảng 7 tới 30 mấy gram, 30 gram nhé. Hơn 30 gram. Đó. Đây qua. Mã số 24 giá 800.000 nhé. Mã số 25. 25 cũng là một con đai hoa nhé. Con này giá là 950.000. Con này thì đai hoa của Việt Nam nhé. Con này thì mới tinh. Con này 2m7 nhé. Con này 2m7. Lua từ 5 tới 28 gram. Con này cứng M. LFS nhé. Đấy. Con này cứng M nhanh nhé. Lua nháy hơi nháy thật đều được hết. Sản xuất tại Việt Nam nhé. Đó. Giá 950. Còn cũng còn rất là mới nhé. Quen bát Fuji. Đó. Em có cái chống cần với lại đôi giày, đôi ủng với lại hai cái túi nhá. Cái chống cần này mã số 26 nhá, giá là 250.000 nhá. Đó. Lấy cái nắp ra cho em ơi. Lấy cho chú cái nắp đây. Đó. Cái này bằng nhôm á. Nhôm rất là đẹp. Đó. Đó. Chân rất là dài nhé. Đó. Anh em mà muốn dài đến đâu thì anh em cứ tút ra xong vặn ngược lại á là nó dính cứng lắm. Đó. Gác còn nhiều cần nhé. Cần này, cần này còn mới á, bằng nhôm. Đó. Rất là chất lượng. Mã số 26 giá 250.000 nhé. Cho các bác gác lên trên chỗ những cái chỗ mà bờ kè hoặc là những cái chỗ mà anh em không cắm được cái cây để gác cần á. Chống cái này nên gác cần rất là phù hợp nhé. Hoặc là anh em muốn rải cần nhiều á, gác được cái một cây cần, hai cây cần, ba bốn cây cần nhá. Đâu 1 2 3 4 5 có thể gác được 6 7 cây cần đó. Rồi, tiếp tới một đôi giày nhá. Đôi giày bằng da nhá, rất là chất lượng rồi. Con này thì size chân 25 nhá, nghĩa là cái bàn chân của bác dài 25 cm nhé. Bằng da rất là đẹp. Cái này mới gần như là hàng mới sử dụng vài lần rồi nhé. Đó. Cái đầu ở cái đầu ủng này nó có cái lớp bảo vệ nhé, rất là cứng. Hình như là cái này một là carbon, hai là bằng sắt kim loại trong này á. Rất là cứng nhé, cái đầu này rất là cứng. Trong là một là nó là lớp vải mềm rất là êm chân. Rồi mã số 27 nhé, giá là 250.000 một cặp này nhé, cái đôi ủng này nhé. Cái này thì phù hợp cho các bác đi những cái chỗ đầm, đi đầm lua hoặc là các bác ở vùng miền Tây đi hay đi vô trong mấy cái rừng ấy, rừng U Minh nhé. Cái dòng này anh đi rất là chắc chắn nhá. Đế này, đúc. Đó. Cái đầu này rất là cứng.
Cái này thì để mùa đông đi là rất là phù hợp này, các bác đi câu rất là ấm. Nói chung là chân bác nào trên dưới 25 cm nhé, 25 rưỡi hoặc là 24 rưỡi hoặc 24 nhé, hoặc là 26, căng lắm thì 26 nhé. Về các bác đo cái chân á, từ từ đầu ngọn đầu 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 chân, đầu ngón chân tới cuối gót chân đó, khoảng 25 trên dưới 25 cm, khoảng một ít thôi nhé, khoảng 25.5 hoặc là 24.5 hoặc là 25 đấy, là trong khoảng đó là đi vô là vừa đẹp luôn nhé. Mã số 27 nhé, giá là 250.000 nhé. Rồi tiếp tới cái túi nhé, mã số 28. Túi này thì dài 1m25 nhé, 1m25 nhé. Túi có lớp chống sóc, một ngăn phụ. Đó. Đít đít nhựa nhé. Mã số 28 giá 200.000 nhé. Đấy. Mã 29 này thì là một cái túi vải nhá các bác, nó có cái bụng nhá, để các bác đi câu đeo vô nhá, để bỏ cả cần luôn á. Cái này thì dài này, này các bác để luôn là ok. Mét 1m38 nhé. Con này dài 1m38 nha nha. Mã số 29 giá 200.000 nhé. Mã 29 200.000. Cái này của Daiwa nhé. Cái này rất phù hợp cho các bác đi câu lua xa nhà này. Đấy, có lớp chống sóc. Các bác bỏ cần lua và máy vô trong này luôn. Đeo đi và tới nơi các bác gấp gọn bỏ vô cốp xe á, rất là tiện, chứ không không có cồng kềnh giống như mấy cái túi này. Mấy cái túi này thì bỏ được nhiều cần, nhưng mà khi đi câu lua gấp lại nó rất là cồng kềnh nhá. Con này thì sản xuất tại Taiwan, dòng Daiwa nhá, túi Daiwa chính hãng luôn á. Các bác có thể lấy đựng cả cần cả máy vô trong này luôn nhá. Cái này là gắn cả cần cả máy vô luôn. Đi tới nơi các bác gấp gọn, cái này nó bằng vải mềm á, gấp gọn bỏ vô cốp xe ok. Đó. Và số 29 nhá, giá 200.000. Bác nào lấy cái nào liên hệ với em theo số điện thoại 0866700856 nhé. Nhắn tin qua Zalo theo số đó cho em cũng được. Chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau nhé.